Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì một trong những cái đặc sản của tỉnh Bến Tre đó chính là những cây dừa. Thì nhắc đến cây dừa thì mình sẽ nhớ đến Bến Tre, bởi có những cái dáng đứng Bến Tre thì rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Hôm nay thì Ngọc Ngân cũng đang diện một cái áo bà đây ba. Nè cô chú chị, dáng đứng Bến Tre đây. Dạ, một cái áo bà ba mà một phải nói là kêu bằng cái gì ta, quốc phục. Quốc phục là áo dài rồi. Đúng mà, rồi. Nhưng mà cái bà gọi là dạng dân giả đây. Dạ, dân giả của miền Tây. Đúng rồi, miền Tây sông nước á cô chú anh chị. Cái áo mà Ngọc Ngân phải nói là rất là cực kỳ. Cô chú anh chị về mà Bến Tre và những cái miền Tây Nam Bộ thì cô chú anh chị sẽ thấy những cái ba áo ba dài bà ba này cô chú anh chị. Áo bà ba chứ không phải áo dài, quên. Dạ, nhưng mà cái video này thì không phải là giới thiệu áo bà ba đâu. Mà dạ. Giới thiệu đây chính là một cái đặc trưng của tỉnh Bến Tre, đó chính là cây dừa. Dạ. Đặc biệt của cây dừa này là nó có ba mộng luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ đúng rồi. Dừa làm cảnh kiển và dừa làm tòng để trang trí sân vườn quý anh chị rất đẹp. Và đặc biệt đây là cây dừa Mã Lai, thì khi mà mình làm kiển á, thì nó cực kỳ đẹp luôn nha. Đúng nó rồi. Đẹp hơn những cái dòng dừa khác. Bên cạnh có thì con có dừa xiêm nữa. Đó, dừa xiêm dạ, xanh, dừa xiêm hồng. Cái dừa Mã Lai này thì cái da nó vàng vàng nè. Đúng sau rồi. Đó mình sẽ làm kiển. Vàng mà vàng đỏ cũng như vậy đẹp hơn. Dạ. Mình có thể thuần chậu để mà mình chơi bonsai. Hoặc đúng. Là mình có thể là trồng để trang trí ở những cái khuôn viên. Đặc biệt là khi mà mình đi những công viên, quý cô chú anh chị, người ta trồng mà đúng cao rồi. Khoảng là 5-6 mét rất là đẹp luôn đúng nha rồi. Và đặc biệt lưu ý nữa, bên con có cung cấp cái dao mà để mà gọi là nôm na là nói chung là dao phù hợp cơ anh chị. Là đặng tẻ nè, tách tàu rồi nè. Bên con có cung cấp luôn. Cô chú anh chị nào mua không có ở bên con có cung cấp luôn. Dạ, có dụng cụ dừa ép cây rồi dao tỉa luôn. Đúng rồi, dao phẫu thuật dừa bonsai có luôn. Dạ. Cho cô chú anh chị có thông tin, tại vì con cung cấp ca của chú anh chị là con bên con sẽ có để phục vụ của chú anh chị ạ. Dạ. Nhìn thôi là mình đã thấy nó dễ thương rồi quý dạ. Cô chú anh chị. Tại vì mỗi một cái ụ dừa của chú anh chị, một cái gọi là cái núi dừa nó có được nó vài trái à, của chú anh chị không có nhiều. Dạ, bên con mỗi đặt số lượng bên con sẽ thu gom. Dạ. Và cái số 3 này thì thường là sẽ tượng trưng đúng cho rồi. Cái sự mạnh mẽ tam tài chạy. tam tài nè rồi dạ. Thường mình sẽ nghe một cái câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đúng quý rồi. Cô chú anh chị dạ. Cái số 3 là một cái số rất là ý nghĩa luôn. Đúng rồi. Dạ. Mấy cô chú anh chị có về dừa hai mộng cũng có nè. Đúng rồi, dừa hai mộng thì con có số lượng nhiều luôn. Dạ, dừa hai mộng con có số lượng. Ba mộng thì ít hơn và bốn mộng cũng có nữa. Đúng nhưng rồi. Mà số lượng thì khi mà càng tăng cái mẫu thì nó sẽ càng ít về số lượng nha quý cô chú. Ít về số lượng mà giá hành nó sẽ cao mọi người chị. Những điều lưu ý tại những dòng nó hiếm mà nó cực hiếm thì nó sẽ hành nó giá cả hành nó cực cao. Thì dạ. Quý cô chú anh chị hãy bấm đăng ký kênh để có thể đồng hành với chị em tụi con. Bên cạnh đó thì con cũng có dừa xong rồi bên con có cũng có cao nữa, cao nhiều mộng bên con có luôn quý cô chú anh chị. Dạ, những điều lưu ý cho cô chú anh chị mặc bí cho cô chú anh chị ạ. Cần cái gì thì cứ liên hệ chị em tụi con nha. Dạ. Tụi em con xin kính chúc quý cô chú anh chị có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều niềm vui thật trong cuộc sống và có thêm nhiều thông tin khi mà xem video của chị em tụi con nhé. Dạ. Đây. Này con bán dừa chứ không phải bán máu bà ba của anh chị.